cây xài đất. Cây xài đất thì nhiều người đã quen thuộc. Ở nông thôn cũng như thành phố thì hiện tại cây này trồng rất nhiều. Ở nông thôn thì thường thấy trong các bờ kênh hoặc trong vườn nhà, cây này có thể mọc hoang dại, trồng rất nhiều, có hoa màu vàng, lá nó hơi nhấm nhám. Cây này thì ở thành phố thì trồng thường được trồng làm cảnh ở các luống giải phân cách, ở đường hoặc trong công viên, bệnh viện hoặc là các vỉa hè, thì cây này ở thành phố trồng cũng rất nhiều. Tuy nhiên nhiều người chưa biết về tác dụng trong đông y của cây này. Trong đông y thì cây này cũng có công dụng chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Sau đây mình xin nói sơ về một số tác dụng của cây xài đất này. Cây này thì nó cây họ hoa cúc. Tuy nó là một cây thân cỏ, nó sống rất dai, nó mọc bò lan ra và nó thân mọc ở đâu thì lỡ rễ nó cũng sẽ lan ở đó và nó nứt cây con lên. Ở công dụng chữa bệnh của cây xài đất thì theo đông y thì cây xài đất nó có vị ngọt, hơi chua, tính mát. Vậy nó có nhiều công dụng chữa bệnh như tiêu độc, giải gan, giải độc gan, chữa mụn nhọt, viêm tấy ngoài da, cảm sốt, uống phòng các chứng bệnh và sởi. Cây này do chữa được mụn nhọt, viêm da nên râm sảy, sưng vú nên nhiều người thường lấy nấu nước để cho tắm bé sơ sinh. Hôm trước mình cũng thường dùng cái cây này để nấu nước tắm cho bé nhà mình. Và các bộ phận dùng của cây xài đất thì cây này chỉ bỏ rễ thôi, còn lại thân, lá, hoa là được có thể dùng được. Và thành phần hóa học của nó thì theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì cây xài đất có chứa nhiều thành phần hóa học tốt cho cơ thể. Nên từ xưa xưa thì cây xài đất để được các thầy thuốc đông y dùng để bào chế và chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Mình xin nói sơ qua 10 tác dụng của cây xài đất mà người dân ta thường dùng. Đó là chữa râm sảy cho trẻ em. Mình hái lá cây xài đất này bỏ rễ thôi, xong rồi đập dập nắng nát, xong rồi bỏ vào nước sôi, pha với nước sôi tắm cho bé. Chữa sốt cao, mình lấy cây xài đất rửa sạch dễ nát, pha với nước sôi để nguội uống và đắp bẻ vào lòng bàn chân. Chữa sốt xuất huyết, nó chữa viêm cơ và chữa viêm tuyến vú, viêm bàng quang, chữa mụn nhọt, lở, chàm. Cách dùng cũng như liệu dùng và chữa các bệnh nói trên thì các bạn có thể thêm phần mô tả trong nội dung bên dưới video, mình có ghi rất rõ. Trên đây là một số lưu ý cũng như sử dụng của cây xài đất. Tuy nhiên nó chỉ mang tính chất tham khảo, nên khi các bạn dùng nhiều số lượng lớn thì các bạn cần tham khảo các ý kiến của các thầy thuốc đông y.